Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con cùng chúng tôi bàn giao máy ép cắm viên dây đai Inox Takio TK150 được sử dụng để ép các loại nguyên liệu thành viên cắm. Máy ép cắm viên dây đai Inox Takio TK150 là một trong những dòng sản phẩm máy làm cắm viên mới nhất hiện nay. Máy được sử dụng để ép cắm thành viên, sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Nguyên liệu thường là các loại cắm như ngô, khoai, sắn, lúa, gạo, đậu tương, cua, cá, ốc, trao bèo vân vân. Máy thích hợp dùng cho các trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, hộ gia đình, máy được thiết kế gọn, dễ sử dụng, phù hợp lắp đặt ở mọi nơi. Cấu tạo của máy ép cắm viên dây đai, Inox Takio, TK150. Cấu tạo, máy được thiết kế dạng trục đứng. Đây là công nghệ hiện đại hơn loại trục ngang, sử dụng quả lô để nghiền và ép các loại nguyên liệu thô thành dạng bột, nén xuống lỗ sàn thành viên cắm quả lô được tôi bằng công nghệ biến tầng đạt độ cứng cao hơn thép thông thường chống mòn tốt với thiết kế dạng rãnh giúp nghiền dễ hơn nhanh hơn không bị trượt sàn thiết kế dày hai mặt đều có thể sử dụng sàn có các loại kích thước khác nhau cho ra viên cám tương tự lỗ sàn